Với bãi biển phẳng lì, trải dài theo triền núi, những cồn cát hoang sơ, vịnh Lăng Cô thuộc địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được công nhận là vịnh đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, những giá trị trên đang dần bị thuyên giảm do tình trạng khai thác đất cát gây ra. Vâng, nhiều đụn cát trắng gió ven biển thì dần biến mất, thảm thực vật bản địa bị cày xới, rừng cây trắng gió thưa dần và tình trạng sa mạc hóa bờ biển ngày càng tiến nhanh là hệ quả từ việc đất cát bị khai thác trái phép ở vịnh Lăng Cô. Chúng ta sẽ nói rõ hơn về thực trạng này sau ít phút tới. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nóng cùng V8. Về nghi án con trai bị tâm thần giết chính mẹ ruột của mình, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục phối hợp với công an thành phố Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo đó, nạn nhân của vụ án là bà Phạm Thị Sơn, 68 tuổi, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Còn hung thủ gây án là Bùi Quốc Tuấn, 38 tuổi, con trai ruột, ở cùng với bà Sơn. Được biết, Tuấn đang được chữa trị bệnh tâm thần và thường xuyên phá phách trong nhà. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 17 tháng 6, thì anh Bùi Thiết Lĩnh, 43 tuổi, con trai của bà Sơn về nhà thì phát hiện mẹ mình đã tử vong giữa sân, trên người có nhiều vết thương, bê bết máu. Ngay sau đó, anh Lĩnh đã hô hoán cho người nhà biết và trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đã truy tìm và bắt được Tuấn khi đang đi bộ trên đường trong khu rẫy vắng cách nhà khoảng 1 km. Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ mình. Được biết, Tuấn bị tâm thần từ nhiều năm nay và đã được gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị. Xuất phát từ nguyên nhân khách hát karaoke có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên của quán, có 5 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về hai tội giết người và cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, vào tối ngày 7 tháng 10 năm 2020, anh Nguyễn Đình Trinh, 33 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk cùng một số người bạn đến hát karaoke tại quán Galaxy ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và có gọi một số tiếp viên nữ đến phục vụ. Trong lúc hát, anh Trinh có sàm sỡ vào người của một cô gái nên hai bên đã cãi nhau. Sau đó, một cô gái đã nhắn tin cho Nguyễn Đình Sang là người quản lý điều hành nhóm tiếp viên nữ biết sự việc. Ngay lập tức thì Sang cùng với các bị cáo đã mang theo nhiều loại hung khí, dao rựa đến quán karaoke đánh chém nhiều nhát, làm anh Trinh bị thương tích 45%. Với những hành vi đó thì hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Sang 13 năm tù giam về tội giết người, các bị cáo còn lại từ 3 đến 6 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ việc các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép dưới vỏ bọc là chuyên gia, mới đây cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét bắt tạm giam đối với 4 giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về hành vi tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép. 4 đối tượng gồm Trần Thanh Sơn, 32 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ quảng cáo Start, Võ Tấn Cường, 33 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kuvaros, Đỗ Văn Hoạt, 29 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Học Anh Nhiên và Nguyễn Trung Thu, 38 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tour Media. Theo tài liệu điều tra, mặc dù không có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và biết một số người nhập cảnh không phải là chuyên gia, nhưng do hám lợi nên cả 4 đối tượng đã cấu kết với số đối tượng người nước ngoài để đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo diện chuyên gia. Khi đường dây bị phát hiện thì số đối tượng trên còn có dấu hiệu trốn tránh, hợp thức hóa hồ sơ để qua mắt cơ quan công an. Ngoài việc tạm giam Võ Tấn Cường và Trần Thanh Sơn, cơ quan an ninh điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Hoạt và Nguyễn Trung Thu để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án. Một đối tượng người Lào vượt biên vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam đã bị lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị mật phục bắt giữ. Đối tượng bị bắt giữ là Hồ Văn Khon, 20 tuổi, trú tại huyện Sepol, tỉnh Savannakhet, Lào. Vào khoảng gần 21 giờ ngày 17 tháng 6, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã mật phục bắt quả tang và Văn Khôn đang vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa tại đường mòn xuống bờ sông Sepol thuộc địa bàn thôn Thuận 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan khác. Trước đó, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã bắt giữ hai đối tượng người Việt Nam nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ tang vật gần 3.000 viên ma túy tổng hợp. Còn tại Hà Nội thì một quán karaoke có tên là Girl Family đã bị lực lượng công an phát hiện đang tổ chức cho 42 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong quán. Cụ thể là vào rạng sáng ngày 17 tháng 6, lực lượng công an Hà Nội đã tổ chức kiểm tra quán karaoke Girl Family tại địa chỉ 16 xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn do đối tượng Nguyễn Công Khởi, sinh năm 1997 là quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 4 phòng đang mở nhạc có khách bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 42 đối tượng gồm 20 nam và 22 nữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 14 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng và một số dụng cụ được các đối tượng dùng để sử dụng ma túy.
Một lái xe ô tô thì lại còn dùng ma túy đá khi mà lái xe rồi chống đối với lực lượng thi hành công vụ. Tài xế này vừa bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương xử lý. Trước đó vào chiều ngày 16 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện xe này vi phạm luật giao thông và có nhiều điểm nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thế nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh, lập tức bỏ chạy. Không những vậy, lái xe còn cố tình gây tai nạn cho lực lượng chức năng. Sau hơn 30 km truy đuổi, đối tượng này sau đó đã bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế tạm giữ. Qua kiểm tra ban đầu, lái xe này có tiền án buôn bán ma túy và dương tính với ma túy tại thời điểm kiểm tra. Thưa quý vị, câu chuyện ý thức khi tham gia giao thông luôn là đề tài thu hút rất nhiều người bình luận trên không gian mạng. Lần này cũng vậy, lại thêm một tài xế xe tải không nhường đường cho xe cấp cứu khiến cho dân mạng tranh cãi gay gắt. Theo clip thì xe ô tô có camera hành trình, được cho là xe cấp cứu đang hú còi xin đường, nhưng tài xế điều khiển xe tải phía trước đi một quãng đường dài mới chịu nhường đường. Ngay lập tức thì bài đăng đã thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Phần lớn đều lên án ý thức của tài xế xe tải không tuân thủ luật giao thông, không chịu nhường đường cho xe cấp cứu. Thưa quý vị, với bãi biển phẳng lì trải dài theo triền núi, những cùng cát hoang sơ, Vịnh Lăng Cô thuộc địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được công nhận là vịnh đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên thì những giá trị trên đang dần bị thuyên giảm do tình trạng khai thác đất cát gây ra. Hiện trạng từ hành vi khai thác đất cát trái phép tại Vịnh Lăng Cô thuộc địa bàn xã Lộc Vịnh và thị trấn Lăng Cô. Dọc theo tuyến biển, các đường mòn tự mở tiến sâu vào đồi cát, rừng cây để vận chuyển đất cát trái phép phục vụ cho nhu cầu xây dựng. Nhiều cây rừng phòng hộ, đồi cát ven biển đã bị san ủi, đào xới biển dạng. Trước đây, khu vực này là những đồi cát với những hàng dương liệu san rì trước biển. Tuy nhiên, vẻ đẹp đó đã dần bị biến dạng, bị xâm hại nghiêm trọng do tình trạng khai thác cát trái phép gây ra. Vì đa số các hoạt động này thường xuyên xảy ra vào ban đêm nên cái công tác kiểm soát cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài diện tích đất rừng tự nhiên thì những dự án đầu tư phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng và khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô lâm vào tình cảnh quy hoạch treo, chậm tiến độ, càng làm cho tình trạng khai thác đất cát trái phép diễn ra phức tạp hơn. Riêng tại khu vực khu du lịch quốc tế Minh Viện hiện có đến 4 điểm diễn ra nạn đào bới lấy trộm đất cát. Đối với khu tế Chân Mây Lăng Cô thì hiện nay qua rà soát á, thì có một số dự án đã được ủy ban tỉnh cấp chủ trương đầu tư. Tuy nhiên là một số dự án này là quá trình triển khai chậm, đồng thời là có một số dự án không triển khai. Thì lợi dụng cái vấn đề này á, thì một số đối tượng nó vào khai thác trái phép. Nhiều đường cát chắn gió ven biển dần biến mất, thảm thực vật địa bàn bị cày xới, rừng cây chắn gió thưa dần và tình trạng sa mạc hóa bờ biển ngày càng tiến nhanh là hệ quả từ việc đất cát bị khai thác trái phép ở Vịnh Lăng Cô. Đối với một số dự án mà không có khả thi thì đề nghị ban quản lý khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô tham mưu ủy ban tỉnh thu hồi lại và trên cơ sở đó là phối hợp với địa phương để quản lý chặt chẽ đối với các dự án ở trên. Gìn giữ cảnh quan môi trường sinh thái hài hòa gắn liền với phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ là mục tiêu quan trọng được đặt ra từ khi Lăng Cô được công nhận là vịnh đẹp thế giới hơn 10 năm trước đây. Tuy nhiên, những giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng ngày càng giảm nếu như nạn khai thác đất cát trái phép chưa được ngăn chặn, xử lý nghiêm như hiện nay. Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định đã đưa vào hoạt động thử nghiệm hệ thống giám sát giao thông, một dịch vụ của kế hoạch triển khai thí điểm đô thị thông minh tại thành phố Quy Nhơn. Trong tương lai, thì việc đưa hệ thống camera này vào hoạt động chính thức không chỉ giúp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp mà tài xế xe vi phạm, mà còn giúp nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Nóng cùng V8 cũng sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai lắp đặt 35 camera giám sát trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trong đó có một số camera tại các nút giao thông để giám sát việc chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân. Hiện nay, hệ thống đã được đưa vào hoạt động thử nghiệm, ghi nhận các lỗi tại các điểm giám sát thông qua hệ thống camera và phần mềm tích hợp. Các thông tin vi phạm được ghi nhận sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông chuyển cho cơ quan cảnh sát giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Sở đã làm việc với Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp xây dựng cái quy chế để xử lý hình ảnh thu được từ các hệ thống camera này để phục vụ cho công tác xử lý vi phạm hành chính sau này. Thì trước hết thì Sở đã xây dựng cái dự thảo
về sử dụng thông tin hình ảnh phản ánh từ camera quan sát để lấy ý kiến các sở ngành và Ủy ban nhân dân huyện thành phố trình Ủy ban tỉnh phê duyệt để thực hiện xử lý vi phạm từ hình ảnh thu được. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định cung cấp dịch vụ xem hình ảnh của hệ thống camera thu được thông qua trang thông tin chính quyền điện tử tỉnh Bình Định trên Zalo với những thao tác đơn giản và thân thiện với người sử dụng. Ngoài việc xem được hệ thống camera, thì khi người dân truy cập vào trang Zalo chính quyền điện tử Bình Định thì có thể gửi biển số xe của mình để tra cứu xem phương tiện của mình có vi phạm lỗi giao thông hay không. Và trong tương lai, khi đưa hệ thống camera này vào sử dụng chính thức thì sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Hệ thống camera đô thị của thành phố Quy Nhơn được sử dụng với 3 dịch vụ chính là xử lý vi phạm giao thông, dịch vụ phản ánh hiện trường và dịch vụ phản ánh an ninh trật tự đô thị. Hiện nay, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng 2 quy chế sử dụng hình ảnh làm căn cứ phục vụ xử phạt vi phạm hành chính để trình Ủy ban tỉnh và nhanh chóng đưa hệ thống camera này chính thức đi vào hoạt động.